mày, hả? Mày không sợ tao mà sợ vợ hả? Bữa nay tao mấy thằng bạn ở đây, mày lại hốt sáng vậy ta. Chào cả nhà nha, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại kênh của mình nha. Bữa nay mình tiếp tục có cái màn chôn vợ, nó cực kỳ bá đạo luôn cả nhà. Ở đây trên tay mình đang có rượu rồi, bữa nay mình nhất định sẽ lấy lại nóc nhà nha, mình bật lại vợ thứ sao. Mà cái mặt mình tỉnh tỉnh như này á, vô mà bật lại bả hả, bả quánh mình săn vịt luôn á, bả đâu có sợ đâu. Bây giờ mình mua rượu, mới mua rượu ở ngoài đầu đường ngoài, giờ mình làm cho mình ướp rượu và mình giống như say á. Đây trên đây có cái cây luôn nha, đó vậy đó bả mới sợ mình. Đó, mình sẽ giả giờ mình đang xỉn rượu, bắt đầu mình sẽ bật lại nóc nhà coi nó bả sợ không nha. Để hồi quá uổng rượu quá, nãy anh mua ít rồi cả nhà, anh mua nhiều bỏ uổng. Nồng cay ghê hồn, sao lúc uống nó ngon quá ta, mà lúc này sao mà nó không ngon mà lúc uống ta. Cho nó giống cả nhà. Mình có vợ chồng có tạo cái kênh là Quốc Toản 69 miền Tây á cả nhà, là cái kênh mới vợ chồng mình làm về miền Tây. Nói chung kênh nó 100% là làm những video về miền Tây, cuộc sống dân dã thôn quê của hai chồng mình á. Giờ vợ chồng mình sẽ cố gắng là đi những cái nơi nào của miền Tây, trong huyện, trong tỉnh Cà Mau, hoặc là những tỉnh khác nhưng liên quan miền Tây á, thì cả nhà nhớ qua đăng ký kênh ủng hộ hai chồng mình ha. Kênh mới là Quốc Toản 69 miền Tây cả nhà. À, xong nè, còn bây giờ vô chiến thôi cả nhà. Thì đây là bảo đảm là bà sợ mình liền. Cái này thôi để ra đây đi, một chút ra lấy lại cho bộ uổng, lấy đây thôi mốt uống xả cũ. Giờ đi cả nhà, đi chiến thôi. Cả nhà nhớ đăng ký kênh mới Quốc Toản 69 miền Tây của hai chồng mình nha. Yeah. Bà tới. Bà về tới. Bà đi bán khô về thôi. Alo. Tao đi nhậu, tao nhậu. Tao về rồi nè, tao về kìa cha tao chứ mắc mớ gì mấy thằng mày nói hoài vậy hả? Hả? Alo. Tao mà sợ vợ hả? Tao nhậu, tao về giờ nào tao về bắt mới gì tao sợ vợ tao sao mà tao phải về. Mày, tụi mày nói cho coi thường tao nha. Tao mà sợ vợ. Bữa nay tao sẽ chứng minh cho mấy thằng mày thấy tao không có sợ vợ. Một chút con vợ tao về, nó mà chỉ cần cự tao một tiếng thôi, ta sẽ vố đầu nó một cái cây cho mày coi. Tụi mày canh đi, mời giờ tụi mày đi lại nha, nhà tao liền đi nha. Yeah, đi lại liền, chuẩn bị hốt xác nó cho tao. Hả? Bây giờ chạy lên, chạy lên nhà tao liền. Con vợ tao nó đang về, nó mà về tới hả, tao chỉ cần nó hó hé một tiếng thôi, có cái cớ thôi là tao tập nó liền. Tao mà sợ vợ đó, tụi mày coi thường tao quá à. Tao không nói chuyện nè, tao tắt máy á. Nguyên băng tụi mày bỏ cái sòng đi, không nhậu nhẹt đi lại nhà tao liền. Tao nói ít tụi mày hiểu nhiều. Bữa nay tự cho lên là tụi mày không còn kêu tao sợ vợ nữa. Nói, đắt máy à. Chào con vợ đâu, về là nó ăn cái cây liền. Chỉ cần nó hó hé một tiếng thôi. Ngủ quá. Mày về đây đi. Mày chỉ cần hó hé tao một tiếng thôi là tao vố mày liền. Đồ con vợ già mắc dịch. Anh nói chuyện gì vậy anh? Hả? Tao mà sợ vợ hả? Cái cây gì để đây chi vậy anh hả? Này, cây củi anh để đây chi vậy hả? Mày làm gì kìa, để cây cho tao chi? Mày để cái cây lại cho tao. Ôi mệt anh nó nè, rồi đó được chưa? Để trời chết chỗ rồi, hồi nãy tao để nằm ngang đàng hoàng rồi được chưa? Đừng mày, mày cự tao đi, mày cự tao một tiếng đi. Tự nhiên anh lạ, tự nhiên à. Kêu em cử anh có làm gì đâu mà em cử anh, phải không? Tao kêu mày, mày cử tao một tiếng đi. Khủng quá, tự nhiên kêu cử. Mới đi mà dao khô về nè, hết trơn khô nè. Bây giờ cô có cử tôi không? Ủa,
anh lạ quá, tự nhiên là kêu em chửi anh, chửi cái gì? Mới về mệt cũng chết luôn à. Trời, nhậu đâu dữ vậy? Nhậu đâu kệ cha tôi à. Đi đâu mới vậy? Em đi giao khô anh ơi. Giao khô sao không cho tôi hay? Hả? Hồi sáng em đi em giao cho anh hay rồi chi mà giờ anh xỉn anh quên rồi phải không? Hả? Ngủ đi, xỉn rồi ngủ đi. Ngu quá gì ngủ. Mày chửi tôi đi. Hả? Cô chửi tôi đây. Đáng nhất tự nhiên kêu em chửi anh. Quánh tôi. Quánh chi? Mày ngon lắm nè. Tiền khô đâu? Chưa có lấy. Mới giao rồi người ta thiếu. Tại sao bán khô? Bán sao không lấy tiền? Về liền. Chàng ơi, thì người ta bệnh giao khô em giao cho người ta, người ta chưa có tiền, người ta hẹn chiều mới lấy. Thì lấy liền. Người ta chưa đưa rồi sao lấy? Không cho thiếu. Thôi mệt, anh ngủ đi, em đi làm. Bây giờ mày đừng đi cự rồi. Làm gì cự, tự nhiên kêu tao cự. Cô cự tôi đi. Chửi đi. Tự nhiên kêu chửi, khủng à. Bây giờ có chửi không? Ngồi xuống. Ngồi xuống chi? Ngồi xuống. Em mới đi về mệt quá nè, bây giờ em đi phải đi nấu cơm cho anh ăn nè. Một. Hai. Ôi, mệt quá. Rồi ngồi xuống làm gì? Giờ ngủ đi. Ui à. Mày ngon quá à. Cái đồ con vợ mất dịch. Tự nhiên chửi người ta. Mệt quá. Ôi, tao đi nhậu xong kiếm tao về. Kiếm về chứ. Để cái cây đây cho tao. Mày để cái cây đây. Chuyện ơi. Đi nè, mệt quá. Thôi nãy nằm trên đây nè. Để lên đây. Bữa nay về trứng dữ hen. Được chưa? Mày cự đâu phải không? Cự đâu cự. Mới cự phải không? Trời ơi, tóc tai đầu cổ. Trời ơi, mệt quá, nằm xuống ngủ đi. Mệt quá, nằm xuống ngủ. Ôi, mày cự đâu mà. Cự nào cự. Trời ơi, đầu cổ rồi nè. Nhậu chi cho vũ hôn rồi sai xỉn nè. Nằm xuống ngủ đi. Ngủ đi. Mày tự nhiên nhậu về cái hỏi kêu cự kêu đồ chứ vậy, tự nhiên đang yên đang làm kêu cự chửi rồi phải không? Hả? Chửi mới giờ chửi rồi rõ ràng phải không? Trời ơi, làm gì em dám chửi anh, em đâu dám chửi anh đâu. Thôi ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Chửi tôi đây. Chửi gì chứ? Chửi chửi không? Chửi tôi nè. Chửi thì làm gì chửi? Chửi tôi đi nhậu á. Tôi nhậu tôi thiếu tiền ở ngoài quán của bà Tư nha, chưa trả nữa. Cự đây. Chưa trả tiền nữa hả? Chưa trả nữa. Cự. Cự luôn đi. Thì sáng hai nhậu với ai? Nhậu với thằng Trung nè. Thằng Ly nha. Thì em coi thằng gì tao quên nó mẹ rồi, thằng Ly nó rủ theo. Là bốn thằng. Hát thì thêm khứa nữa hả? Đúng rồi. Mày mới cự. Mới chửi đâu phải không? Có đâu, em chỉ nói vậy thôi chứ em có cự với anh đâu. Mà tự nhiên ủa anh, mấy thằng đó nó ngủ rồi sao không trả tiền đi thì tự nhiên thiếu chi vậy? Tôi thích gia đăng mà. Hả? Bây giờ đi 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 đi. Đâu chiếc xe đâu rồi ta? Mệt chiếc quá. Chiếc xe đạp tôi rồi. Đạp chi nữa, ngủ đi, xỉn thì ngủ đi. Đạp đi, đạp đi đâu nữa? Giờ này đạp đi đâu? Mới chửi đâu phải không? Mới nói lớn tiếng rồi phải không? Em nói vậy thôi chứ em có lớn tiếng nhanh hồi nào. Trời, em nói chuyện với anh là mềm dịu nhất rồi đó chứ lớn. Nói sao đó. Không nhìn thẳng vô mặt rồi. Nhìn thẳng vô mặt coi. Mình giận nó bụng mới mệt để mỗi giò dữ rồi đó. Bây giờ nhìn vô mặt con thấy à. Xỉn thì ngủ đi. Bà sợ tôi không? Sợ té ho luôn nè. Hả? Sợ không? Sợ. Quay trước mặt nhìn nè. Nói sợ tôi đàng hoàng. Nhìn nhanh chi. Bây giờ nhìn nói không? Mệt chết luôn à. Sợ anh ơi, em sợ anh lắm. Phanh tay lại. Phanh cái tay lại. Mày phanh tay vào. Phanh tay lại. Phanh tay lại. Bữa nay làm gì? Anh chứng làm gì? Xỉn đi ngủ đi làm gì? Mày phanh tay không? Kìa trời, có cái tướng này kìa, nó xấu rồi kìa. Phanh tay lại. Mới lớn tiếng rồi không? Mới nói chửi tao không? Chửi mà nào? Mới chửi tao xấu á. Em không chửi anh luôn á. Phanh tay lại đi. Phanh tay lại. Chi? Bây giờ tao đi tới ba. Một. Ôi là chuyện. Hai. Nhậu về rồi giờ anh làm gì vậy? Ba. Dạ. Dạ. Ngoan lắm con. Ngoan lắm. Bữa nay cô ngoan lắm. Sao vậy bữa nay nghe lời quá vậy hả? Phải nghe lời chứ. Ủa nào giờ em có cãi anh đâu. Chửi tôi đi. Sao mà lần nhậu về chửi lắm mà.
bữa nay khác rồi, bữa nay không có chửi nữa. Bữa nay anh muốn đi nhậu giấc nào đó anh đi nhậu, nhậu đâu nhậu thoải mái đâu chửi anh chi. Nhậu biết tỷ rồi. Nhau là vui nhất trên đời. Đi đâu? Hả? Rồi đó. Gì? Không. Hai. Cha này gặp bình thường tôi quýnh bị chết. Cứ... mới chửi tao mày. Không được chửi. Cái gì? Chửi tao không? Mới chửi tao không? Có. Mới ra chửi cái gì? Em nói nè, giao khô người ta không trả tiền bực bội tức chứ làm gì đâu. Tại sao giao khô không lấy tiền liền? Hả? Tao không có tiền, tao trả rồi biết sao? Xiết, xiết nhà. Trong đồ nhà có đồ gì linh gì hết. Dạ này đẳng anh linh giùm em đi, đi đi. Ở đâu? Mình sớm á. Nín hò nè. Nín. Nín này. Nín hò, sợ nín hò luôn. Sợ tới té hò luôn, thấy không? Ờ, ngoan nè, mai mốt là phải ngoan vậy à. Biết rồi. Rồi ngủ đi. Rồi ngủ đi. Trời ơi, cái vỏ đựng đồ đó. Đi đá dục. Nó dữ nha. Mới chửi à. Nè à, có mới giờ chửi rõ ràng nè. Em không có chửi, em chỉ nói em vậy thôi, chửi rồi nào. Mới giờ chửi nè. Hồi nãy mới vừa nói tự gì? Tự nhiên bữa nay trong em chửi dữ vậy? Em không chửi anh tiếng nào luôn. Chửi không? Không. Chửi đi. Không, giờ không đi chửi. Bây giờ chửi không? Không chửi nữa. Ngồi xuống. Ngồi chi ngồi hoài vậy, dẹp dưỡng gì đi nè. Một. Hai. Ngồi nè cha nội ơi. Ngồi nè cha nội ơi. Cấm đi à. Chừng nào thằng này cho đi nè thì là mới được đi à. Mà bữa nay anh nhậu về sao anh trứng vậy? Trứng à? Bữa nay ăn gắn không có gì mà trứng gì? Ăn trúng phải cái gì phải không hả? Trứng cái gì mà chứ. Rồi đi đâu vậy? Trời ơi, nhủi đầu cho té chết luôn đi trời. Ôi là trời ơi. Ôi nhậu nên thân nên hình đâu mà nhậu hoài với anh hả? Anh mới chửi đó. Đúng á, nó mới chửi rõ ràng luôn. Em nói anh nói nhậu về chi cho mệt cái thân. Chứ có chửi anh hồi nào. Ngủ đi. Ủa, đầu nằm xuống ngủ đi. Nằm xuống ngủ. Cô sợ không? Sợ sợ. Rồi nằm sợ như thế nào? Sợ 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 dữ lắm, sợ quéo đuôi chừng. Nằm xuống ngủ. Ừ, sợ quéo đuôi luôn rồi. Ngủ đi. Sợ nha. Sợ sợ. Tự ra là phải sợ. Nói vậy phải nghe. Nó thấy chưa, thấy chưa. Ôi. Mới quánh được. Quánh à? Mày quánh tao hả? Mới quánh tao vô lưng tao ngõ ngàn cao ông gái luôn. Nghe em giải thích. Chuyện ơi em thấy anh ho tính đâu là anh ối cho nên em vỗ đây nè cho nó khỏe. Sao mày mới quánh tao nữa nè? Quánh hồi nào? Mày quánh tao đó. Mày quánh tao gõ ra. Em đi không quánh anh nha. Mày mới quánh tao bao bốn cái lòng phổi luôn. Ho gà máu luôn rồi. Dấp vừa vô à. Nghĩ sao vậy? Ngủ đi. Rồi thôi ngủ ngủ ha, cưng nghe cục vàng nha. Sợ đâu? Sợ sợ sợ. Rồi sợ ngủ đâu? Ngủ. Đó ai vậy bạn bạn đi ngủ cái nhậu hết gì vậy? À để con nghe điện thoại nghe. Bà nội cha nó điện nữa. Tao nói tao có sợ vợ. Ừ. À. Ừ. Vậy. Mày lại mày hốt xác vợ về giùm mày. Bữa nay tao quánh nó cho mày coi. Tao không có sợ vợ. Ừ. Nói lớn lên. Mà sợ tôi không? Sợ. Nó lớn lên. Sợ. Mày thấy chưa? Nó sợ rõ ràng không? Hành tay lại. Nói em sợ anh. Em sợ anh. Này chưa? Mày thấy chưa? Tao tắt máy á. Ngủ đi thức gì chết đi. Cái sợ hả? Chọc mất dịch. Ừ. Cái gì? Mày nói nó gì? Cái gì? Rồi, cây rồi. Cây gì mày biết nữa. Một à, một à. Cây gì đâu đây? Trời ơi, ngủ 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 he, ngủ 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 he, ngoan ngoan nè, ngoan thương nè he, ngoan thương nằm xuống ngủ he, nằm xuống ngủ. Ôi. Nói luôn con mà sao bà vỗ vỗ đầu tôi hả? Hả? Vỗ đâu vỗ? Mới vỗ đầu được nha. Coi thường chồng hả? Thường thôi, thường ngủ đi. Ngủ nha. Ngoan nè, ngoan. Ngủ nằm xuống ngủ, ngoan. Ngoan ngủ, ngủ. Ngủ nha, ngủ nha. Ngủ. Ngủ. Ai út thì mà. Ngủ đi ngủ nha. Ngủ à. Ngủ đi. Thức dậy đi chết đi tôi. Chọc mặt dịch tối ngày ăn nhậu. Tao phụ chứ tao chưa có vậy, tao vậy, làm giả bộ thôi. Mày chửi rồi, mày chửi rồi. Có. Mày chửi. Mày chửi rồi chửi. Mày chửi rồi bỏ rồi. Tao nghe mày chửi tao ngủ rồi. Không có chửi, em không có chửi. Em mày chửi rồi bỏ rồi. Mày chửi rồi nào. Ui là tao nào á. Chửi. Ui. Mày chửi rồi bỏ rồi. Thôi. Cái này. Ủa. Té đi nè. Thế cây rồi. Chứ lên giường nằm ngủ. Không nghe mày chửi đâu, gõ gàng. Không tao mới vừa nghe gõ gàng mày đừng có chối. Tao
tao chờ có cái câu chửi này nãy giờ. Mày không có chửi, cả nó không có chửi mà chửi rồi nào. Mày chửi nó gõ gàng, mày chửi tao cái gì. Thôi nằm ngủ đi, thôi bây giờ anh ngủ đi, em đi kiếm mà đi lấy tiền khô về chiều mua đồ cho nhậu nữa. Tao nghe mày chửi có chửi không? Không. Bây giờ nằm ngủ đi, em đi lấy tiền khô chiều mua đồ cho, mua ngủ về cho nhậu nha, ha. Rồi mẹ, ngủ đi, ha. Chiều mua đồ cho nhậu nha, rồi ngủ đi. Chọc mất dít. Tỉnh đi chứ chị với kết chuột cái đứa. Thầy nói chửi tao gõ gàng. Gõ gàng mẹ hết chói. Có đâu. Mẹ không có chửi mà. Chọc mất chết đâu mà chọc mất chết. Mày đứng lại rồi. Mày nó gọi không có chửi. Mày mới chửi không chọc mất chửi à. Có. Anh khùng ơi hả. Tao cần cái câu này tao nghe gõ gàng mày khỏi chói. Chửi hồi nào anh ngủ anh nghe gì. Anh ngủ mà anh nghe gì hả. Tao giả bộ ngủ rồi tao xịn tao đâu có ngu. Ôi là chè, có sỉnh, có say mềm đó hả? Có một câu này duy nhất thôi là tao vô mà liền. Trời, em chửi nãy giờ năng anh quýnh anh em hả? Mày, không? Mày không sợ tao mà sợ vợ hả? Bữa nay tao mấy thằng bạn đâu đây? Mày lại hốt sáng vậy đó. Ai hốt rồi mà? Mày nghĩ sao vậy? Ôi, mày cùng có gì nữa anh ơi? Chè có chè đó, say sỉnh cỡ đó đó. Tôi hả? Ủa, mày bánh đâu nữa nè? Mày hả? Trời ơi, mày đi lấy khô về hả? Lấy tiền khô về. Mà ông chưa sỉnh, ông tỉnh nha. Chưa tỉnh, ông chết với tôi đi. Mày chết. Tôi mệt, ông giữ mày đó nha. Uống, mày, uống có gà gì đâu. Mày đâu mày? Đó, đi té lên, té xuống đi, còn không giữ nữa. Mày đã hả? Mày đã kết tôi, chọc tôi, tôi chửi ông hả? Tôi chửi đó, chửi dữ lắm nha. Nhà là phải có một không? Không phải là hai năm. Nhà có chồng, có vợ, có kẻ lớn người nhỏ. Rồi sao? Rồi sao? Tao là lớn. Nhà thằng này là chồng, thằng này là lớn nhất. Ủa, ai nói anh là vợ? Ai nói anh vợ hồi nào? Trời ơi cái miệng đó. Ở nhà ngủ đây nha, nha. Hồi tôi về tới số với tôi mày, để cho biết. Đứng lại cho tao anh. Tôi đi đó. Đứng lại. Rồi. Đứng tức trời. Đứng. Rồi. Về đây á, à, quánh sang dịch luôn. Đồng tiêu mà đi luôn cái gì? Chạy tưng tưng bị đẳng luôn. Thôi nó mệt thế anh. Mày mà biết sợ, mặt gì biết sợ. Thôi lội tần tần đẳng tiêu luôn rồi. Trời, vượt bão nó mệt còn hơn là bị quánh thiệt nữa. Thôi giờ chắc kết thúc clip rồi nha. Thở chút đi. Nó mệt quá trời. Cả nhà đón xem những video tiếp theo của mình nha. À, quên nữa cả nhà nhớ đăng ký kênh thứ hai của mình là Quốc Toản Sắp Chín Miền Tây á. Cái kênh này vợ chồng mình làm về cuộc sống dân dã thôn quê của hai chồng mình á, cũng như là mình sẽ cố gắng đi những nơi này nơi kia của miền Tây để gửi cả nhà trên kênh Quốc Toản Sắp Chín Miền Tây nha. Ở nhà nhớ qua kênh mới mình để đăng ký ủng hộ hai chồng mình nha. Bye bye. Bây giờ mệt quá.